khen con gái 35 tuổi, xinh quá mà mãi chưa có chồng, bà mẹ khó tính le vợ mắt khẳng định, lý do nó ế là vì tôi kén thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về chàng trai mới cặp ngay từ lần đầu tiên. Bà mẹ đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận sau khi chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng. Tin liên quan nữ giảng viên Đại học Bách Khoa gây bức xúc, bị chỉ trích nặng nề vì chê bai trường giang, thậm tệ ngồi nghịch điện thoại để con ném dép trong quán cà phê gây đổ vỡ, hai bà mẹ. Thản nhiên, thiệt hại bao nhiêu chị đền, Hoàng Đức khẳng định, sẽ không say mê quảng cáo mà đánh mất phong độ thi đấu, người hâm mộ đừng lo. Đề xuất bỏ Tết ta, chỉ nên ăn Tết Tây, giáo sư. Võ Tòng Xuân khẳng định, thích cổ truyền thì cứ nghèo mãi, Hẹn Ăn Trưa chương trình ghép đôi phiên bản mới của Bạn Muốn Hẹn Hò đang nhận về nhiều chú ý của thành viên mạng khi số phát sóng mới nhất có sự xuất hiện của một bà mẹ khó tính và quá thẳng thắn. Clip màn chê bai thậm tệ của bà mẹ với chàng trai lần đầu hẹn hò cùng con gái mình cặp đôi Hẹn Ăn Trưa là Lương Hồng Hoàng Nguyễn 33 tuổi quê Bình Định, đang làm hướng dẫn viên chạy IOCA và Tăng Thị Kim Oanh 35 tuổi, đang làm quản lý nhân sự của một công ty về công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh khi được MC mời lên ngồi cùng. Mẹ ruột Kim Oanh đứng trước mặt Hoàng Nguyễn và liên tục chê bai chàng trai mới lần đầu gặp mặt này, nhất nhắc, nói nhỏ, 15 năm chưa xây dựng được sự nghiệp là dở, chú ngắn ý chê chiều cao, và chốt hạ một câu bước vô thấy chú này là tôi không ok, nãy giờ là cô lắc đầu, không có chấm được cái gì hết trơn. Một số nhận xét quá thẳng thắn của bà mẹ với chàng trai mới gặp lần đầu. Chưa hết, mẹ ruột của Kim Anh còn chia sẻ, bởi vậy nên ai cũng nói, sao xinh gái quá mà giờ chưa lấy chồng là vì mình cũng hơi khó. Trước đó, bà mẹ còn chỉ tay vào con gái và khẳng định, lý do giờ này còn ấy là do tôi hơi bị kén. Bà mẹ tự nhận mình là người kén chọn khi xem mặt con rể. Những nhận xét quá thẳng thắn kèm màn chất vấn liên tục 2-3 phút của bà mẹ khiến người xem sửng sốt. Một số thành viên mạng không đồng tình, thậm chí chỉ trích cách thể hiện quan điểm trong chuyện yêu đương của con cái mình. Mình biết mẹ nào cũng thương con, mong con hạnh phúc, nhưng có gì thì nói với con mình được rồi, ai lại xối xả với người ta như thế? Anh này đúng là giỏi chịu đựng thật đó. Em trai này kiềm chế vì đăng phát trên sóng truyền hình, chứ vào người nóng tính người ta không nhịn vậy đâu, bà chả có quyền. Chỉ mà phán xét hạ thấp coi thường người khác như vậy, có bà mẹ thế này con gái ấy là phải thôi, mình không đồng tình với quan điểm của bà mẹ này. Chọn chồng là chọn chồng cho con gái, đâu phải chọn cho mình mà khắt khe và xét nét quá chừng vậy. Chương trình này được phát sóng là cô con gái tiếp tục ế chắc luôn, vì quan điểm cổ hủ của bà mẹ mà ra. Quá trình mẹ ruột chia sẻ, chị Kim Oanh 35 tuổi chỉ lắng nghe chứ, không phản ứng gì. Hiện tại, tập phát sóng của Hẹn Ăn Trưa có sự xuất hiện của bà mẹ khó tính vẫn đang nhận được sự theo dõi của nhiều người. Xem thêm, phát ngôn của người mẹ, bà nội thiên hạ trong sau hẹn hò khiến MC Cát Tường bức xúc, mới vô mà cô đã bảo không được rồi.